Xin kính chào quý vị khán giả thân mến đã quay trở lại video tiếp theo trên kênh của chúng nha. Buổi sáng ngày hôm nay thì như các bác cũng thấy đấy, mọi người cũng dùng xe máy. Đường thì hôm qua mới đổ thì mọi người cũng đã dùng xe máy chở đi rồi đó. Nào nó chưa à? Mỗi người một cái này bánh ấy. Bánh. Ừ. Mở ra đi. Cứ lấy một cái đi. Mở ra, mở, lấy một cái. Nào, rơi đũa đi chưa? Thế sao mới kia này cũng mua đầu lợn. Dạ. Sao Pepo kìa? Ồ ba bao luôn á? Chờ ba bao luôn à? Dạ. Bây giờ cho tập kết hết xi măng lên kia đi. Mọi người đang chờ lên hết mới đổ mà. Không phải đơn giản đưa. Cho xong rồi đấy. Ba bao luôn à? Được không? Cho ta. Đang hành xe của thằng già đúng không? Được. Dạ, chứa. Được không? Chứa. Ui đấy, đấy, từ từ thôi, mất mà thôi. Đấy, như các bác thấy. Đường mới hôm qua, hôm kia mới đổ. Hôm qua đổ một ngày nữa, hôm nay đã đi được xe máy rồi. Như các bác cũng thấy đấy. Rất là tuyệt vời luôn. Dở lên đến tận nơi trên kia luôn. Không phải đơn giản đâu. Sao biết chưa? Còn mấy bao nữa? Còn 19 bao hay là 20 bao đấy. 19, 20 bao nữa. Nào mấy anh em ăn bánh đi. Ăn mọi người một cái bánh rán. Xong là lấy lên chia cho mọi người trên kia nữa. Bánh à? Bánh. Ăn đi. Mỗi người một cái. Xong là lấy lên chi cái chi. Hôm nay đông không? Tí nuôi, tí nuôi. Hôm nay chi cái đông không? Đông phết. Trăm hôm nay tầm 40. 40 à? Thôi 40 đấy. Thôi 40 à? Đi tí luôn. Ủa chẳng nữa. Cho xanh không? Ăn đi. Không phải cảm ơn đâu, ăn đi. Ôi dồi. Hôm nay chắc là để. Hôm nay chắc đổ lên chi ghế nhỉ? Như nhà đó còn ra tua ra thêm một mà. Mắt trên cao rồi mà. Mà nhớ là cho này tôi chống cho anh thấy chip không một chỗ rất chip một đâu hát chút rồi chả cả. Thôi từ đi phân chia nhau mà đi làm thôi, đông người quá. Mấy anh em tự chia nhau ấy thôi. Mà chống thầu luôn. Giờ nhà chúng sẽ mang đầu lợn với lại mang bánh cho mọi người. Hôm nay thì chúng mua 60 cái bánh. Tức là nhiều thì không có, cho mỗi người một cái ăn buổi sáng các bác. Sáng nay cháu Hùng lúc 5 giờ thì cháu Hùng đã phải dậy đi ra chợ huyện rồi. Đấy, 7 giờ. 7 rưỡi thì cháu mới đến nhà. Đến nhà xong thì cho con cái đi học thì bây giờ là 8 giờ mới vào đến công trường các bác. Chả biết là hôm nay thấy bảo là đông người lắm. Nhưng mà không biết là cụ thể là bao nhiêu người đây. Vì là hôm qua thì đội ở dưới á, là nghỉ thì hôm nay là lại nhờ công người ta lên là mới nhà là 2 người. Đó. Chả biết là cái chị bụng bầu to to kia chả biết là đẻ em bé chưa. Nhưng mà hôm trước thì cháu cũng bảo vào với chồng của chị đấy là cho mọi nghỉ rồi đấy. Không cho đi làm nữa bởi vì là đang mang em bé. Nên là cái việc đi làm rất là nguy hiểm. Đó. Nào nó chua là ít túi luôn này. Này mỗi người một cái. Đó. Cứ đi đường thì thấy mọi người thì cứ cho mỗi người một cái. Ôi, cái đầu lợn này nặng quá.
7 cân cái đầu lợn này. Ở bên Mèo Vạc này thì thịt lợn là đắt hơn ở bên Đồng Văn. Đồng Văn thịt lợn rẻ. Đó. Bên Mèo Vạc này thịt lợn là 1 cân 140. Nào, nó chua này. Ít túi luôn này. Mỗi người một cái. Nào đi. Nào. Mỗi người một cái. Ồn quá. Cho nó hơi bụi một tí. Bụi quá. Ăn cái bánh. Mỗi người một cái. Anh ơi. Đây, mỗi người một cái này, bánh. Bẩn cũng được, cứ mình cầm một tí là được. Đây. Nói chung là ở trên công trường thì chân tay bẩn là chuyện bình thường các bác. Này. Mỗi người một cái. Ăn đi. Ừ. Cứ phải chia nhau cho nó đồng đều. Nói chung là cứ mỗi người một cái trước, còn thừa đâu thì lại thêm, lại đi thêm một vòng ra ngoài kia nữa các bác. Cho anh em ăn xong đã thì anh em lại tiếp tục nghiền. Chắc là buổi chiều anh em đấy thì khả năng là chuyển máy vào chỗ này rồi các bác. Hay chị hay. Hả? Hay chị hay. Hay chị hay. Nào, ăn cái bánh. Ông nấu cơm rồi. Hả? Từ lâu uống rồi. Này, mỗi người một cờ bánh này. Này, ít tí lúc chua này. À, bánh đi. Đây chị ơi. Mỗi người một cái. Ờ, đây. Thanh niên. Thanh niên đẹp trai nhất. Đây chị ơi. Ừ. Ai cũng đẹp trai. Đây chú. Ôi ôi. Mỗi người một cái. Này, nhà cho đêm mù mà. Vừa đẻ chưa? Vừa đẻ con chưa? Chưa đẻ à? Tưởng là vừa đẻ con rồi. Có một tháng nữa. Có một tháng nữa à? Thôi, vừa đẻ con cho vợ ở nhà ấy nhé, không phải đi làm đâu. Cho ở nhà ấy, không đi, cho đi đâu. Thế là vẫn còn thừa. Thế thì mỗi người mua thêm một cái nữa này. Đấy. Chê đi chê về vẫn còn thừa mỗi người một cái nữa. Này, ít tôi lút thế này. Chỗ luôn. Cho các tôi ít lút này. Này. Bây giờ chuyển máy lên đây thì sẽ nghiền ở đoạn này. À, sẽ giải láng ở đoạn này. Cho tiết tí cho kho đấy nhà cho dễ. Mấy anh em ơi. Cái đoạn này tí cho đá vào nhá. Ừ. Không nó sâu quá. Ô, dần này đi khất rồi mong dễ một tổ. Không dễ chuôn tàu. Ờ, bây giờ là phải xúc hết chỗ này bột đá như kia. Ừ, do. Bột đá đây còn nhiều lắm. Giờ thì chúng lại tiếp tục là lại phi ra huyện đi mua dầu thải đây. Bởi vì là hết dầu thải rồi, sáng không ai bảo ấy. Nên là cũng không biết là còn nữa. Cũng tưởng là còn, nhưng mà bây giờ là hết rồi. Nên phải tiếp tục đi ra huyện để đi mua. Ừ, cho đổ đấy đi. Đúng rồi, thế thì cũng được. Thế chút để trên đấy đi.
Thì kia nó chả uống đá mua mà. Uống đá mua nào. Thì kia làm sao, qua làm sao ấy? Bị giò rau à? Là chứ thì sang cao bộ mà nó ưu tiền này mượn sầu nữa mà dùng bị chả dùng uống cháu nào. Hai anh em là chuyên về xi măng, còn là cũng xi măng thôi. Thôi nay thanh niên này ngã, trôi một phát là cái chân trống này đập vào đây bong hết cái này. Phải thông là nhỏ thì ní. Đây chỉ cho tôi thông thôi, dưới đây nhiều. Lấy cái xô lên đây hứng nước chứ. Can á? Sao không lấy cái thùng kia lên? Hay là thùng ấy kia đây? Hả? Để hút nước à? Để hút nước bên kia xuống luôn. Ok. Kia là còn kia là một tối hả? Chỉ bỏ nhóc này đi. Bây giờ thì chúng lại đi ra huyện để mua đồn nước thải các bạn. Sáng vừa chạy một chuyến, giờ chạy một chuyến nữa. Ngày 3-4 chuyến ở huyện. Sau khi mà cháu Hùng đi ra huyện thì cháu lại mua thêm 3 cái can để thì nó đựng nước, lại mua can dầu, mua 50m dây điện, lại mua 2 cái bàn xoa nữa các bác. Mua đi như thế thì tí mọi người sẽ được nối bàn xoa với lại 50 can này để chuồn nước các bác này. Đó. Có đường đi thì cũng khá là xa đấy các bác. Sáng đến giờ là đi được 2 chuyến rồi. Đó, đây là mặt đường, đây là con đường đi vào trong công trường các bác nha. Thời tiết hôm nay thì là khá là đẹp đấy, nhưng mà mỗi tội là đi hơi nhiều một tí. Thôi thì bà con thì cũng phải cố gắng thôi các bác. Sau khi mà cháu đi ra huyện về đến chuyến thứ hai thì mọi người cũng làm được khá là nhiều về cái việc nước nuôi thì hơi hiếm một chút, bây giờ là đang kéo dây và cháu cũng đã cho mượn cái máy bơm của cháu Hùng từ trong nhà ra đây rồi. Đó, giờ là bơm vào trong kia để làm bể để hứng nước các bác. Còn đây là cái thùng dầu này, tí tự cho mọi người ra vác thôi. Thùng dầu này cháu sẽ không. Học các kê chát một mình chìm à, kéo đi ra dài một tí. Giờ thì cháu sẽ xuống bảo mọi người là buộc nó là cẩn thận vào là được. Cái dây này là về cái máy bơm này là máy bơm mà cháu Hùng cũng đã được vừa hôm cháu Hùng nhà cháu Hùng thì cũng không có tét nước ấy, nên là phải mua máy bơm về bơm trực tiếp. Hôm nay là cho công trường mượn một hôm, mai thì mẹ cháu Hùng lại nấu rượu nên là phải mang về tiếp rồi. Đó là cái cuộn dây mới này, để làm được một cái công trình thì nó rất là vất vả các bác. Cháu Hùng cũng không ngờ tới là nó lại áp lực nhiều như vậy. Chắc một tiện. Đây bây giờ cắm thẳng vào đây thôi, buộc vào thôi. Có dây co không? Một thêm ba cái can nữa thì bây giờ là cái can này là can mới, can này là can của mọi người, cái này là cái mới cháu mới mua về. Đó. Còn cái máy là máy mượn của nhà cháu. Cái này là cắm vào đây. Nước đây cũng về khá là nhiều, bây giờ là sẽ bơm trực tiếp từ đây sang bên kia và bên kia sẽ làm mà bể nước dự trữ. Đó. Để nó dự trữ và cho biết là bên kia sẽ làm như nào đây. Đó, đúng rồi, quay xoáy cho nó đẹp à, nó mới không thành quận được. Lũ trẻ này vừa đi học về đây. Bây giờ là phải cúp bộ đi xuống tận dưới cái tổ tít ở cuối kia. Đấy. Những cái để mà biết cái chứ thì những đứa trẻ vùng cao này phải đi bộ, chưa có đường đẹp thì các bé phải tự dắt nhau đi như thế này thôi. Đi đứa lớn thì đi theo kèm đứa nhỏ đi kèm theo đứa lớn này.
Mà mà múa to hả? Mấy cái thì trả lời. Hử? Họ lớp mấy rồi? Cái thì trả lời. Ố xong là ý xong. Hử? Chị bao. Hỏi không biết thưa luôn. Tức là rất là ngại ấy. Cái vấn đề trẻ con này thì cực kỳ là ngại. Ô to rồi chứ đó. Chết to. Ờ. Cái hai chú này là làm bể nước này. Làm bể lấy bạt để dự trữ này. Khả năng là mai lại trời mưa rồi các bạn. Ủa cái xe cháu không đi chở nhớt. Trời ơi. Chẳng khác gì là cái xe công trường luôn. Hy sinh cho mọi người. Để mọi người quấn. Qua trên đi nhá. Ở dưới này là chưa khô đâu. Đây là chưa đi được. Ô mùi chết rồi. Không phải đơn giản đâu. Đây này. Trời ơi. Chỉ phải có em đi về á. Em muốn cho chết kia rồi mấy. Em muốn cho chết kia. Chị nha rồi. Ô. Bây giờ phải có em đến nhà luôn. Trời ạ. Đấy, cũng rất là may khi mà có sự mở lời của cháu Hùng và nhờ anh Trao Vlog kết nối thì là tầm khoảng 1 tháng nữa là các bé là không cần phải đi đường đá này nữa rồi. Chị cũng không phải có em như nữa. Chị cũng phải chỉ cần dắt tay em đi thôi. Em cho chị kia này đi đó. Ô, giờ tay kia mà ơ ẻ rồi thế. Ồ, ơ cả gì chả là. Ơ nhỉ chỉ bút cần đâu rồi. Đấy, như các bác cũng thấy đấy. Bố mẹ là không để cho bạn cho bé này đi học này. Không cho chị gái đi học mà cho em gái đi học thôi. Ơ nhỉ bố tù may cả chứ cho chị cả, chị bút cả. Ồ, thật ra rất là đáng tiếc luôn thật. Không cho con cái đi học. Mà cho con cái cho chị gái ở trong em có em đi học đây các bác đây. Đấy. Cũng mong sao là các bác đồng hành cùng cháu Hùng trong quá trình làm con đường này xong nha các bác nha. Và tất cả mọi thứ thì cháu sẽ cố gắng là cháu ghi vào sổ sách chi tiêu như nào và sinh hoạt như nào thì cháu sẽ cố gắng làm để đến lúc xong thì cháu sẽ tổng lại con đường là hết bao tiền và còn dư bao nhiêu tiền hoặc là thiếu nha. Ủa, con đây con đi đâu? Ủa, đi mà, sai mà. Sai. Mới chắc là khi nhất này mà, phổ lá này, phổ lá nhất này to mà. Ờ, đau mà. Ủa, đây là làm bể nước này. Ủa, có gì tính cầu phép mà, phép ủy lúc khẩu như dông đàm mà mất tốt là không? Chỉ vừa từ tàu tảnh bu mà ủy chịp ơi. Mất mà mù nhá, cho biết đâu nhá. Ủa, lại có em tiếp. Trời ơi, nhìn đứa trẻ phải đi học xa này. Cháu sẽ cố gắng là kết nối đến tất cả các bác và quý khán giả ủng hộ thêm Si để cố gắng làm đến cái nhà cuối cùng nhất ở dưới kia để cho các bé đi lại dễ dàng hơn các bác. Bây giờ cái chỗ này là làm bể này. Phải thật sự một điều là quá nể các bé luôn. Đường thì khó đi, sáng thì phải đi sớm đi học này. Đấy. Ô thật tự ta cho kia mà cho mình giàu đến đây vô chết nó xa là một cái ta thả. Ô muốn thì khứa tránh à. Ồ. Thôi mọi người tránh ra nào nhường đường nào cho các bé đi nào. Thật yếu lý thiết mà nên chỉ dùng một cái ta đó, nên chỉ một chết đó. À, tụi nó là. Ê thế này. Nó này chỉ cả cái ta rồi. Từ từ. Mẹ cho thông nhất rồi đi.
đi đi lấy thùng nhất về đi. Ông ấy ông bún ấy chỉ trừ hòn thùng nhất nhà thì họ ui túi ấy chỉ trừ. Nhìn đi trăm một tối hả? Lấy hết đá rồi đi. Đây là nghề hết đá. Bây giờ phải di chuyển vào trong kia thôi. Đó. Sao cái vai đỡ chưa? Cái vai em đỡ chưa? Đâu anh xem nào. À cũng đỡ rồi đây. Nói chung là đỡ là tốt rồi. Đấy lại gặp bé rồi. Chưa nghỉ ngày nào luôn đấy. Mọi xe đột nào đó mọi nè. Thật dung như này mà. Bọn ta ưu tố cho bị phát đột nào đi. Tớ xe xong xong. Đột nào thêm một đê, biết chỉ cả ua mà. Rồi. Từ từ một em nhớ đi. Ôi, mất tử chứ mẹ. Mất tử, ôi. Em bất cứ rồi. Nhạy nha. Tâm hồn nào, con nó kê tâm hồn hảo. Chú phai à? Ý cho nhé, cho em chú mà ôm mầm em có tới rồi. Ô, em em mua. Nhân đi mua em à. Nhân đi mua em. Chị lại mua cái này. Bây giờ phải di chuyển cái máy thôi. Mua dựng là ít hơn như rồi kìa. Ủa chỉ có ý giả cây thôi nè. Đấy như các bác cũng thấy đấy, ở đây là mọi người thấy cái búa đấy to như này cơ mà. Đấy. Thật sự là máy cú nhưng mà cái việc nghiền đá này quá ok luôn. Quá tuyệt vời luôn, không chê đâu vào được luôn các bác. Bây giờ thì chúng sẽ sang bên này để chỉ cho mọi người nơi làm chỗ để máy và cái chỗ mà để hất bột đấy. Ít tủ cư á trong đua mà. Một người vác thì còn dễ dàng hơn đấy. Đó lộ. Chú thì chỉ muộn. Bế trò xa, một muộn. Giờ là bắt đầu chỉnh ấy. Chắc bài ra tao. Tôi là tôi ra đâu. Nè, kia mà bé chuối tôi mà lao cứ chứ. Cổng kia mà. Mà nét thì ô thiếu lo thì đấy rồi lao cứ à lao thiếu cái chuyện này. Cho đó cứ mà nó thay ra là. Nào lên 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 lên. Nào 1 2 3. Nào lên. Tôi. Cứ kìa, sao kìa, đứng dậy đi. Cứ đâu? Tôi, bắt đi, tôi, bắt đi, tôi băng à? Về đây, về hồ đấy, mọi người một tay đi. Nè, nó cho vô trong cái cháy. Chị nó thêm gì đó, Nè, nè, tụt tụt ra, nè, tụt tụt ra mà. Đâu. Gáy không? Lên nào. Tôi chỉ cho mà. Tê, cười. Nè, cho kia học cách chơi cái tay đeo.
Ô, mua mạng, mua mạng, mua mạng. Bình tĩnh, bình tĩnh. Chờ đi đi à, ngang từ cho còn phát hiện luôn luôn cho Tony một. Bây giờ bột đá hất lên trên này hết. Rồi rồi. Bây giờ cho mọi người tôi xử lý ta ta. À, thầu từ bọn này là ẻ là thế, mua cho cái xử lý là ẻ một gì luôn. Ừ, đó rồi mà. Thì cái này là phải đo đi tà luôn cái đống này. Phải phát đi hết chít cái kia luôn. Ừ. Đây đoạn này này, đây là nó rộng này. Ngang được cái máy không? Tỉ chấp bà thư, sao đi sao xuống đi mà tỉ chấp bà thư. Thôi thả ra đi, bây giờ mình dùng tay nhấc đi. Cho nó nhẹ nhàng hơn đi. Mọi người vất vả quá. Hôm nay là ăn thịt lợn. Chú, tiếng con nhiệt đâu. Ta tụi chị tao lắp phát ngay thương gọi đi hả nè. Gọi đi hả chú. Chè mình chỉ lợn điên nộ. Chỉ lợn điên xa cổ thỏ nộ cổ. Em phải đếm xem bao nhiêu người ông chia mâm ra ngồi đúng không ạ? Nê xua rồi nhá. Dạ. Đếm xem bao nhiêu người chia mâm ra. Ừ, chia mà. Mâm nhiều mấy, đúng không? Từ từ đã, để cho chia cho đủ đó. Chia cho đủ đó. Không nhớ ốc chia phụ rồi đó. Thế mà chia tổng gì chia? Chia bây giờ mình chia cho đủ đó, xong là tí đỡ phải người ít người nhiều. Đến cho tỏ. Sinh thái kinh tế thì chúng ta ăn uống nó phải là rất là ngon rồi các bác. Đó. Phải phụ chi là phải phụ chi phải phụ chi là 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 Tô này dính này đâu, chỗ tao đâu. Ý cho tí nó to ni à, to ni à. Rồi rồi, cái tô này ăn hết thì lấy. Đây chưa ăn một lọ to ni à, chẳng lẽ một lọ to ni à. Đây ngồi ăn cơm đi. Cho món nào đi. Đủ chưa? Mới mâm 10 người. Ra bên trên kia kìa. Bên trên kia. Trên kia à. Trên kia. Nắng một tí cũng được. Chúng ta đá ở công trường là nắng rồi thì ở đây cũng chịu khó đi cũng nắng nốt đi. Có cho nó xấu. Dâm nha, bây giờ có chỗ mặt bằng nào đâu. Ôi rồi ngồi đây tí ăn xong là lăn ngã đấy. Chơi trong đi mà. Ừ. Đây 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 đây. Đây có một mâm này, tùy cơm đi, ăn cơm đi. Ăn cơm đi. Mỏ á? Mỏ nó hậu. Muốn nó đi. Đợi con nhau mà con ăn. Đúng rồi. Ăn chứ. Ăn trước đi, anh ăn cơm trắng thôi mà. Anh chỉ ăn cơm trắng thôi. Với nước canh thôi. Ra ăn cơm một tí làm việc đi ra nhá. Sao mà từ từ một chế ốp ở tủ
tưới nhỏ đâu nhỉ, không phải đơn giá đâu đâu nhỉ. Nó có đi về đâu? Rồi, giờ thì để cho mọi người ăn cơm với các bác. Giờ thì chắc chào cháu cũng xin phép và kết thúc video trong đây thôi. Hẹn tất cả các bác và khán giả video tiếp theo trên kênh của chúng nha. Nó để thưa. Ok ok. Ăn tràn nguyên nước lá. Cái này là được. Được rồi đúng không? Ok. Thế cũng được.